Mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Đà TV. Cũng đã 3-4 ngày rồi mình chưa có đi câu cả nhà ấy. Trong thời gian 3-4 ngày mình bận số công việc đi làm cả nhà. Mình cũng đi làm, việc chính của mình là đi làm thuê cả nhà ơi. Đi làm hồ cả nhà. Hôm nay được rảnh rỗi nghỉ được 2 bữa. Rồi mình xuống cái bãi trước nhà mình câu nha cả nhà. Em mình có đem 4 con câu cả nhà ơi. 2 cần máy với lại 2 cần tay cả nhà. Nói chung là 2 cần máy chủ yếu là mình xài lăn xê cả nhà ơi. Lăn xê mình đã có xài cám nha cả nhà. Cám. Cám mà cũng đơn giản lắm nha. Mồi xì tin với lại 1 trứng vịt. Đây mình có mua thêm một ít bộ câu nữa với và số lăng xe với dây lắc mình là chế rồi nha. Giờ mình ra con mồi đầu tiên nha cả nhà, con mồi cám cần tay 54 cái nhà. Mồi mình pha cũng đơn giản thôi, cắm tinh với chai xịt tinh nha cả nhà. Mình ra cục lân xe nha cả nhà, cục lân xe của mình nè. Xe mình thấy cá đang ăn cả nhà ơi. À, cả nhà đang đang rỉ mồi cả nhà. À, nó còn hút trúng cái sốt cả nhà ơi. Nó dính cá rồi cả nhà. Ôi. Lăng xê mình được con mồi chim đầu tiên cả nhà ơi. Đây cả nhà. Đây. Con mồi chim đầu tiên cả nhà ơi. Để mình bỏ cái vào vỏ mình quan tiếp nha cả nhà. Rồi cục lăng xê đầu tiên mình được một con mồi chim nha cả nhà. Giờ mình quăng cục lăng xê thứ hai cả nhà. Con xe mình ăn được cả nhà. Con mày dinh nữa nha cả nhà. Con này con thứ hai cả nhà. Này con thứ hai cả nhà. Con mày dinh nhỏ không mà. Giờ mình quăng cục lăn xê thứ ba cả nhà. Giờ cũng 10 giờ rồi cả nhà ơi. Cá nó cũng ăn chậm lại rồi.
để cá mà ăn mồi mình sẽ quay cho cả nhà và quý vị các bạn xem. Còn xe nữa cả nhà. Con nha cả nhà, con mày dinh đây nha cả nhà. Đây cả nhà. Con thứ ba cả À, nhà. nãy quên. Mình câu dính con này lại mình câu con lưới đường cả nhà. Không phải lăn xe cái tầng này. Cá đang lâu quá cái vậy. Từ khi đã mình dính ba con là im luôn, chắc hay tại trời nắng hay gì cái nhà, nước cái tháng này nước trong lắm cái nhà, nước trong mà câu cá nó khó ăn, còn nước vừa hơi hơi đục một tí là mình câu đẹp, cái trê cái chạch ăn, cái cá ăn câu nha. Con của biển tôi cái vậy nuốt luôn nè cái nha, con của biển nó nuốt luôn nha, ăn không lúc trong lưỡi luôn, con của biển suối với cái nha, cá mắc phao cái vậy. Được một con cái chạch nữa nha. À. Con cái chạch này cũng to nha cả nhà. Cái lưỡi mất à, cá rô phi mới vừa xong là dính lên cả nhà, con dưa hồng cả nhà ơi, đây nè cả nhà, con cá dưa hồng cả nhà, cá dưa hồng suối nha, dính con cá rô phi chỉ chưa gửi kịp mà dính con này nữa cả nhà, bây giờ cũng chiều rồi cả nhà ơi, mình cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà, đây là thành quả cá của mình cả nhà. Cũng vừa đủ bữa ăn nha cả nhà. À, chú anh chị xem video của mình thấy hay đừng quên ấn đăng ký kênh và chia sẻ để mình có thêm thực lực để thêm video mới nha cả nhà.